Đây là OnePlus Nord CE 3 Lite, phiên bản bộ nhớ trong 256GB. Và thực sự với cái tầm giá khoảng hơn 6 triệu thì đây là một trong những sự lựa chọn rất đáng để chúng ta cân nhắc. Tuy nhiên, có một số bạn thì để mà đưa ra quyết định chọn mua ấy, thì ngoài cái video mở hộp mà mình đã làm cái đây không lâu ấy, thì các bạn cũng rất là mong có những cái video đánh giá chi tiết để xem là cái ưu nhược điểm của sản phẩm như thế nào. Đối với bản thân mình ấy, thì một cái điện thoại nó đáng mua hay không ấy, nó sẽ phải là cái điện thoại nó có phù hợp với bạn hay không. Có thể là cái điện thoại đấy nó rất là đắt tiền nhưng mà nó không phù hợp với bạn thì nó lại là cái điện thoại không đáng mua. Đấy. Tuy nhiên có những điện thoại nó không cần phải quá đắt tiền nhưng nó lại phù hợp với bản thân bạn thì nó lại là một cái điện thoại đáng mua. Và trong rất nhiều video làm về điện thoại như này thì mình sẽ luôn luôn đưa ra những cái đánh giá khách quan, chỉ ra rất là rõ những cái ưu nhược điểm của sản phẩm là gì để xem là các bạn có chấp nhận những cái nhược điểm đánh đổi với những ưu điểm của sản phẩm hay không. Đấy, và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái video đánh giá về OnePlus Nord CE 3 Lite. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Lê. Rồi, khi đánh giá về một chiếc điện thoại mình sẽ đi đánh giá từng phần một của nó. Thứ nhất, đấy là về hộp phụ kiện. Bây giờ các bạn có thể thấy là rất nhiều hãng họ bỏ đi hộp phụ kiện rồi. Ví dụ như là Samsung là với Galaxy A34 với A54 thì trong hộp là không còn củ sạc cũng như là không còn ốp lưng nữa. Tuy nhiên đối với cả OnePlus ấy, thì họ vẫn trang bị rất đầy đủ cho cái sản phẩm của mình. Ở trong hộp này chúng ta sẽ có một cái sạc nhanh 67W như thế này và chúng ta sẽ có một cái ốp lưng. Rõ ràng rồi, người tiêu dùng chúng ta cần cái này hơn là những cái gì mà hãng nói theo kiểu là bảo vệ môi trường này nọ không. Mình cần bảo vệ người tiêu dùng. Với cái ốp lưng được trang bị sẵn như này thì rõ ràng nó sẽ chống va đập được tốt hơn. Cái này là mình test cho nó vui thôi chứ còn khuyến nghị anh em là không nên áp dụng dưới bất kỳ hình thức nào. Cái phần ốp lưng này thì nó sẽ cao hơn cái phần mặt phẳng này, nó sẽ giúp cho máy chống xước, chống va đập các thứ được ổn hơn. Đấy là về phần hộp phụ kiện là vô cùng đầy đủ nhá, không có điểm gì phải lăn tăn cả. Và đây sẽ là cái điểm mà mình thấy là đáng khen. Về thiết kế, đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt của mỗi người. Tuy nhiên, mắt mình thấy là cái sản này có một cái thiết kế đẹp. Thứ nhất là cái phần mặt lưng của nó này. Bây giờ các bạn thấy là rất nhiều hãng họ làm cái mặt lưng có cụm module camera bao quanh phía sau. Đấy, bây giờ thì Samsung họ bỏ đi rồi. Nhưng mà Xiaomi thì họ vẫn giữ kiểu như này. Đấy, nhưng mà mình không thích cái đó bởi vì là trông hãng nào mặt lưng ở phía sau trông nó cũng giống nhau, trông rất là buồn cười. Thì đối với OnePlus thì mình thấy là cái ưu điểm của họ là gì? Đấy là họ luôn luôn có cái điểm nhấn về thiết kế. Ít nhất là khi nhìn vào cái mặt lưng này, chúng ta không bị lẫn sang một cái điện thoại na ná kiểu gì, đúng nào. Cái đèn flash này họ cũng làm rất là tỉ mỉ khi mà trang bị đèn flash hình bông hoa ở đây. Mình nhìn trông này là khá là đẹp mắt đấy chứ. Còn về phía mặt trước, mình nhìn như thế này là được rồi. Tại vì sao? Tại vì bây giờ thậm chí là cái chiếc Galaxy A34 họ còn làm màn hình giọt nước cơ các bạn ạ. Một cái màn hình rất là cũ rồi. Đây thì đối với cả chiếc OnePlus Nord CE 3 Lite này, chúng ta đã có một cái màn hình đục lỗ như này rồi. Rõ ràng là so với cả các cái đối thủ ở trong tầm giá này thì thiết kế của OnePlus Nord CE 3 Lite là một thiết kế ổn. Tuy nhiên, mình thấy có một số những điểm trừ như này. Cái điểm trừ thứ nhất đấy là cái mặt lưng ở phía sau này nó là mặt lưng bóng, nó sẽ để lại rất nhiều mồ hôi và dấu vân tay. Nên là trong cái quá trình sử dụng, nếu như các bạn không sử dụng ốp lưng ấy, thì nó sẽ khá là bẩn. Và cái điểm trừ thứ hai đấy là cái mặt lưng này nó bằng nhựa, mà là nhựa bóng nên thành ra là nó sẽ rất là dễ xước. Đấy. Tuy nhiên là những cái nhược điểm này thì nó đều được giải quyết bằng cái ốp lưng như này. Chúng ta đeo ốp lưng vào thì kể cả nhựa hay là kính hay là kim loại cầm có ốp lưng thì cũng đều là nhựa hết thôi. Đấy, và nó cũng giúp cho cái điện thoại này chống xước và không để lại mồ hôi và dấu vân tay ở phía mặt lưng này. Đấy. Thì đại loại là điểm yếu nhưng mà đã có cái phụ kiện đi kèm như này rồi. Sợ nhất là những cái điện thoại nào mà có cái điểm yếu như này nhưng lại không có ốp lưng đi kèm cơ. Đấy, và với những cái điện thoại như này mình nói thật chứ các bạn tìm kiếm ốp lưng ở bên ngoài là hơi khó luôn đấy. Đấy. Thì rõ ràng rồi, cái khắc phục đó là mình thấy là ổn. Tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ nói về phần màn hình thì sao. Màn hình sẽ là cái thứ mà mình nghĩ là nhiều bạn tranh cãi ở trên cái sản này đây. Cái sản này thì cái ưu điểm màn hình của nó là gì? Đấy là màn hình Full HD cộng và có tần số quét là 120Hz. Tuy nhiên, cái mà các bạn kỳ vọng ở trong tầm giá này đấy là một cái màn hình AMOLED như là các đối thủ. Ví dụ như là Redmi Note 11 Pro 4G hay là Galaxy A34 đều có màn hình AMOLED. Nhưng sản này nó lại chỉ có màn hình IPS mà thôi. Đấy, nhưng mà rất là may khi mà sản này cái màn hình IPS của nó là cái loại xịn sò chứ không phải là màn hình IPS rẻ tiền kiểu như là độ sáng 400 nit hay là 450 nit đâu, mà độ sáng của sản này khá cao.
độ sáng tối đa của nó có thể lên tới là 680 nit và độ sáng trung bình đã là 550 nit rồi. Và với cái độ sáng như thế thì thậm chí là mình thấy là nếu mà chúng ta để max sáng lên ý, nhìn cũng khá là thoải mái khi mà ra ngoài trời chứ. Và nếu mà so với cả độ sáng của iPhone 11 là nó sáng hơn đấy nhá. Nếu mình nhớ không lầm, iPhone 11 độ sáng nó chỉ có 625 nit thôi. Đấy, thì ít nhất là nó cũng sẽ bù lại ở cái điểm này rồi. Còn cái ưu điểm của màn hình IPS là gì? Đấy là cái màu sắc của nó sẽ khá là chân thực. Nó sẽ không bị đẩy lên một tông giống như là màn hình AMOLED. Đấy, tuy nhiên cái đánh đổi đây là gì? Đấy là nó sẽ không thể có vân tay ở bên trong màn hình được. Đấy, và nó sẽ chỉ có vân tay ở bên cạnh hông thôi. Đấy, tuy nhiên là các bạn nhìn này, cái tốc độ đọc vân tay ở bên cạnh hông là ngay tức thì luôn và gần như là không có cái độ bị trượt. Đấy, thì nếu mà về tính thực dụng ấy thì mình thấy là sử dụng vân tay bên trong màn hình hay là ở bên cạnh hông này cũng được, nhưng mà cái tốc độ vân tay ở bên cạnh hông này nó còn nhanh hơn cả vân tay ở bên trong màn hình cơ. Về phần hiệu năng thì mình nghĩ là cái điểm đáng khen nhất của cái chiếc điện thoại này đó là cái bộ nhớ trong của nó là 256GB, vô cùng thoải mái cho chúng ta trong cái quá trình chúng ta lưu trữ. Nếu mà so với các cái đối thủ thì ở trong cái tầm giá này chỉ có bộ nhớ trong tầm 128GB thôi, thì dòng này sẽ có lợi thế gấp đôi về bộ nhớ trong so với các đối thủ. RAM 8GB cũng là một cái mức dung lượng RAM khá thoải mái rồi. Còn lại thì cái việc mở rộng thêm RAM các bộ nhớ trong đấy thì cái việc đó mình không có quan tâm lắm, bởi vì mình chỉ quan tâm tới cái RAM vật lý của nó thôi. Đấy. Còn con chip ý, thì con chip 695 5G không phải là cái con chip mạnh ở trong cái tầm giá này, nhưng nó không phải là cái con chip yếu. Nếu bạn ý, chúng ta với cái tầm giá 6 triệu này chúng ta sẽ chỉ mua được Redmi Note 11 4G phiên bản chính hãng và nó sẽ không có 5G nhé các bạn nhé. Còn nếu mà mua Samsung thì chúng ta sẽ có Galaxy A34 với con chip Dimensity 1080, thì rõ ràng rồi con chip đó sẽ nhỉnh hơn con chip 695. Nhưng mình sẵn sàng đánh đổi lấy một cái sự chênh lệch con chip không quá nhiều như thế để đánh đổi lấy một cái bộ như trong lớn gấp đôi như này. Vậy là tổng hòa cả về RAM ROM chip thì rõ ràng OnePlus Nord C3 Lite đang có một cái RAM ROM chip tương đối tốt ở trong tầm giá này đấy. Còn về camera thì sao? Camera chính của dòng này khá ngon. Đây mình sẽ cho các bạn xem qua một số những bức ảnh mình chụp ra bằng cả camera trước lẫn camera sau của cái chiếc điện thoại này. Ở cái video mở hộp ấy mình cũng đã nói rồi, đây là bức ảnh chụp ảnh với camera chính của nó đây, 1x đây. Độ chi tiết cho ra là rất cao, mặc dù trời Hà Nội lúc này là các bạn biết đấy, thời điểm này thời tiết Hà Nội bụi lắm. Đấy, nhưng mà chi tiết cho ra như thế nào. Đấy, còn đây là zoom số lên 3x thôi nhá, mà cái độ chi tiết nó còn tốt như thế này. Còn nếu mà các bạn để cái camera 108 chấm ấy thì độ chi tiết lúc mà zoom ra thì thôi rồi luôn. Còn camera chụp ảnh selfie thì sao? Trong cái điều kiện ngược sáng như thế này nhưng mà camera chụp ảnh selfie vẫn rất tốt. Nó không bị cháy cái phần ở phía sau như thế này và mặt mình cũng không bị tối. Bình thường những cái khác ấy, nếu mà để mặt mình sáng như này thì phần ở phía sau nó sẽ bị cháy, nhưng mà dòng này không có cái điều đó. Chỉ trừ khi bạn chụp ảnh selfie xóa phông thì nó sẽ bị cháy, đây sẽ là nhược điểm. Còn chụp ảnh ánh sáng trong nhà đây, các bạn có thể nhìn thấy đây, bức ảnh này hay bức ảnh xóa phông như này đều khá ổn, đúng không nào? Bởi vì ánh sáng trong nhà là ánh sáng trung tính. Đây là bức ảnh mà mình chụp ảnh với Admin Kha trong điều kiện trời khá tối, mình tắt rất nhiều đèn ở bên trong phòng mình đi, nhưng bức ảnh cho ra như này là tương đối ổn đấy. Mặc dù hơi non một tí thôi nhưng mà như này là mình thấy là được rồi. Còn mình sẽ thử thách thêm một số những cái trường hợp khó nữa. Đấy là chụp ảnh siêu ngược sáng ở bên ngoài trời thì rất là nắng. Nhưng các bạn có thể nhìn thấy này, đây là chụp ảnh 1x với Admin Kha đây. Chúng ta sẽ không thấy hiện tượng là mặt Admin Kha bị tối, hoặc nếu mà mặt Admin Kha sáng như này thì ở phía sau nó cũng sẽ không bị cháy. Đấy là cái điểm mà mình thấy ưng ý. Còn đây là zoom số lên 3x như thế này là ngon, phần phía sau không bị cháy một tí nào cả. Còn chụp ảnh selfie đây, các bạn có thể nhìn thấy này, chụp ảnh selfie ngược sáng này cũng rất là tốt. Chỉ trừ khi chúng ta selfie ngược sáng xóa phông thì cái phần phía sau nó sẽ bị cháy hết, các bạn nhìn thấy không ạ? Còn nếu mà chụp ảnh ở trong cái điều kiện tắt hết bóng đèn ở trong nhà đi thì nó sẽ như thế nào? Đây, thì nó sẽ như thế này đây. Theo các bạn như thế này là tốt hay không? Cá nhân mình đánh giá là như thế này là ổn. Đấy. Còn đây là zoom số lên 3x đây. Đấy, trong điều kiện trong nhà tắt hết điện đi nha các bạn nhé. Tuy nhiên là cái camera của dòng này thì nó sẽ có điểm trừ, đấy là nó không có camera góc rộng. Nên là nếu mà các bạn muốn chụp ảnh trong những cái điều kiện như là chụp ảnh đông người này, hay chụp ảnh phong cảnh thì rõ ràng là không có camera góc rộng nó sẽ làm cái thiệt thòi của dòng này rồi. Đấy, thế còn mình sẽ thử qua một chút về cái khả năng quay video của cái dòng này nó sẽ như nào nhé. Quay video cũng như là thu âm. Và bây giờ là mình đang quay video ở trên chiếc điện thoại OnePlus Nord CE 3 Lite. Đấy, mình sẽ quay một vòng như này để cho các bạn xem. Các bạn sẽ xem là chất lượng quay video cũng như là thu âm nó sẽ như thế nào. Đấy, đây là mình đang quay video ở trong cái điều kiện rất ngược sáng đấy nhé, các bạn nhìn này. Đấy, đây là bóng đèn softbox của mình đây. Các bạn nhìn thấy không ạ? Cái bóng đèn này rất sáng luôn, 150W luôn. Đó, rồi và các bạn cũng sẽ test luôn là khả năng thu âm nó sẽ như thế nào. Đấy, đấy là những cái đánh giá cực kỳ trực tiếp
ở trên cái sản này đây. Còn với viên pin là 5000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 67W thì chỉ trong vòng có 30 phút là nó đã sạc được 8% pin rồi. Và pin của sản này thì mình thấy là đủ dùng trong một ngày làm việc. Các bạn chú ý nhé, một ngày làm việc chứ không phải một ngày 24 tiếng. Đấy, một ngày làm việc nghĩa là sao? Nghĩa là nếu mà 8 giờ sáng mình đi làm thì đến tầm 6 giờ tối mình về, sản này vẫn còn khoảng 20% pin. Đấy, như thế là mình thấy là được rồi với cái nhu cầu sử dụng của mình. Còn tất nhiên ví dụ như bạn có nhu cầu cao hơn thì có thể pin nó sẽ tốn nhiều hơn. Còn về loa ngoài là loa két, sản này cũng có luôn. Đấy, tuy nhiên là cái phần loa phía trên này nó chung với loa thoại nên phần loa phía trên này nó sẽ nghe bé hơn cái phần loa phía dưới này. Còn sản này thì vẫn giữ được sắc cắm tai nghe 3.5 như các bạn nhé, rất ngon. Đấy, ngoài ra nữa thì sóng sánh nghe gọn là tốt, wifi ổn. Ví dụ như là khi mình vào trong phòng vệ sinh chẳng hạn, là nói thật là iPhone là mất sóng wifi, nhưng mà sau này thì vẫn có sóng wifi. Hay là vào những nơi mà sóng yếu, kiểu như là vào trong thang máy hay là xuống hầm gửi xe, ví dụ như là chỗ mình là hầm gửi xe là B2, thì nó vẫn có thể nghe gọi được, không vấn đề gì cả. Tổng kết lại thì OnePlus Nord CE3 Lite là một chiếc điện thoại có hộp phụ kiện vô cùng đầy đủ, có một cái thiết kế đẹp, một cái màn hình tần số quét cao, một cái hiệu năng ở mức độ đủ tốt, đặc biệt là bộ nhớ trong vô cùng thoải mái. Nó cũng sẽ có một cái viên pin và sạc khá ngon, và có cả loa ngoài là loa kép. Tuy nhiên đánh đổi lại thì sau này không có màn hình AMOLED là một này, nó cũng sẽ không có camera góc rộng ở phía sau, thiết kế chỉ bằng nhựa. Và các bạn có chấp nhận đánh đổi những nhược điểm để lấy những ưu điểm của sau này hay không? Hãy để lại comment cho mình biết. Và các bạn có thể tham khảo qua giá bán cũng như là các khuyến mại đi kèm của sau này tại Cellphonet qua đường link mà mình đã để phía dưới phần ghi comment cũng như là phần mô tả của video này. Cellphonet hiện tại đang là đơn vị phân phối chính hãng cái dòng sản này. Còn về cái chương trình khuyến mại thì từ ngày 12 cho tới ngày 31 tháng 5 khi các bạn mua OnePlus Nord CE3 Lite thì chúng ta sẽ được giảm thêm 200.000 đồng nữa nhé. Nghĩa là cái giá bán trong cái giai đoạn mở bán nó sẽ chỉ còn là 5.990.000 đồng mà thôi. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Mọi người xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.